Những ngày này, nhiều hộ dân trên địa bàn thôn Tráng Vũ, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đồng loạt tháo rỡ công trình tài sản bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường DH20 qua địa bàn. Tuyến đường DH20 qua địa bàn xã Đồng Than có chiều dài trên 1,1 km xuống cấp nghiêm trọng. Trời nắng thì bụi bẩn, trời mưa thì thùng vũng, lầy lội, ảnh hưởng rất lớn tới việc đi lại sản xuất của bà con. Năm 2024, dự án được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 20 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh 70%, huyện 30%, cả hệ thống chính trị từ huyện đến thôn đã kiên trì tuyên truyền, vận động để người dân hiểu. Chúng tôi đã đi đến từng hộ dân một để vận động các hộ dân là tự giải tỏa mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và khi đơn vị thi công đi làm đến đâu thì chúng tôi cũng vận động các hộ dân là tạo mọi điều kiện là tốt nhất để đơn vị thi công có thể làm thuận lợi. Theo thiết kế dự án sẽ được mở rộng từ 5m thành 11,5m trải áp phan, trong đó mặt đường rộng 7,5m, về hè mỗi bên rộng 2m có hệ thống thoát nước đèn chiếu sáng. Nhận thấy việc mở rộng đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu đi lại buôn bán của nhân dân, nên chỉ trong thời gian ngắn được tuyên truyền, giải thích trên 100 hộ dân sinh sống dọc hai bên đường đã nhất trí sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Dân chúng tôi là rất rất mừng và rất phấn khởi và rất ủng hộ cái chương trình này dân tự động dỡ bỏ để giải tỏa mặt bằng để cho công trình làm cho thuận tiện mà, muốn người dân là cố gắng làm sao càng nhanh càng tốt để dân đi lại. Theo kế hoạch dự án sẽ được triển khai trong một năm. Tuy nhiên, đơn vị thi công khẳng định khi nhận được sự đồng thuận của bà con trong công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh tiến độ và phân đấu hoàn thành trước kế hoạch sau 5 tháng thi công.